Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của CanFit Củ Chi. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách fix lỗi card wifi luôn luôn bị disable nha các bạn, luôn luôn off. Dù mình đã mở công tắc on off hoặc là mở enable trên bàn phím nha các bạn, nhưng mà cái card wifi luôn luôn off, luôn luôn bị disable nha các bạn. Mình không có mở bằng công tắc được, bắt buộc mình sẽ can thiệp trên card wifi nha các bạn. Mình sẽ can thiệp trực tiếp trên card wifi, có nghĩa là mình sẽ loại bỏ cái chân enable trên card wifi nha các bạn. Đó là cái chân số 20 trên card test trên card wifi. Thì mình sẽ để ý nha các bạn, nếu mà trên cái main á, thì vị trí của chân 20 nó sẽ nằm phía trong này nha các bạn. Đó, đây là cái hàng chân số chẵn, còn bên đây là chân số lẻ nha các bạn. Thì đây là 248 2468 nha các bạn, 10 12 đó, 14 16 18 gì đó nha các bạn. Còn bên đây là 13 5 7 9 11. Đó, thì vị trí tương ứng của cái chân 20 là đây nha các bạn. Phía này là 18 nè, 20 nè và 22 kế đây. Đây, đây là vị trí chân 20 nha các bạn. Tương ứng với vị trí trên cái socket này thì mình sẽ lật ngược lại cái cạc wifi nha các bạn. Đó, vị trí cạc wifi đây thì các bạn sẽ lật ngược lại. Thì phía dưới này, đó, bạn phải điếm là ngay cái rãnh này nha các bạn, ngay cái khe. Thì đây là chân 18, đây là chân 20. Đó, các bạn sẽ cắt cái chân 20 này nha các bạn. Đó, cắt, tách cái chân 20 này ra khỏi mạch. Coi như là mình đã cắt cái chân enable wifi nha các bạn. Cái chân mà giống như tắt mở cả wifi vậy đó. Thì mình sẽ cắt bỏ cái chân này. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa cái card wifi này lên trên kính hiển vi nha các bạn. Mình phóng to ra xem cho các bạn xem cái vị trí mà mình sẽ cắt cái chân 20 trên cái card wifi này nha các bạn. Đây mình sẽ điếm 18, 20 nằm phía bên đây nha các bạn. Đây, nó sẽ vị trí như thế này. Bên đây là hàng chân số lẻ nha các bạn. Và phía dưới này là hàng chân số chẵn. Thì các bạn sẽ điếm là 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, đó, 20. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành đưa lên kính hiển vi cho các bạn xem, nó sẽ rõ hơn nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa cái card wifi này lên trên kính hiển vi nha các bạn. Đó, mình sẽ phóng to cho các bạn xem được cái chân số 20 trên cái card wifi này nha các bạn. Và sau đó mình sẽ cắt đó, cái chân này, cách ly cái chân này nha các bạn. Rồi đây là cái mặt trước của card wifi nha các bạn. Đó, các bạn thấy là vị trí mà mình gắn dây anten nha các bạn. Đây là cái mặt trước. Thì vị trí này thì sẽ là cái chân số lẻ nha các bạn. Đó, 1357. Bây giờ các bạn lật ngược là phía sau. Đó, thì các bạn sẽ thấy được là cái hàng chân ở đây là mình sẽ điếm là vị trí này là số 2 nha các bạn. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nha các bạn. Thì các bạn qua đây 18, 20, đây là vị trí của cái chân số 20 nha các bạn. Thì tương ứng với cái trên cái socket wifi trên cái main nha các bạn. Đó, đây vị trí này là cái chân 20 nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt bỏ cái chân này, coi như là mình đã cho cái card wifi luôn mở nha các bạn. Mình sẽ cho cái card wifi này luôn mở. Rồi, đó, các bạn sẽ sử dụng một cái dao cắt nha các bạn. Mình sẽ cắt bỏ cái chân này. Thank you.
rồi nha các bạn. Đó, mình sẽ sử dụng cái dao để mình cắt cái chân này nha các bạn. Đó, cái vị trí của chân này nè. Đó, cái chân 20 này nha các bạn sẽ cắt cái mặt nó. Cắt càng nhỏ là càng đẹp nha các bạn. Đó, thì mình sẽ cách ly thì cái card wifi này nó sẽ luôn ở vị trí mở nha các bạn, có nghĩa là nó sẽ luôn enable. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách để mình fix cái lỗi là nó cái cạc wifi nó bị disable nha các bạn, lúc nào nó cũng bị ốp đó tại vị trí đó nha các bạn. Đó, sau khi mình cắt bỏ cái chân 20 này thì các bạn sẽ cắm cái cạc wifi vào và các bạn sẽ cho nó vào win để mình trải nghiệm nha các bạn, là cái cạc wifi mình nó sẽ luôn luôn mở. Rồi, video chia sẻ về cách fix lỗi cái cạc wifi luôn luôn ốp nha các bạn, luôn luôn bị disable của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.